đây là khu vực của giao lộ rất đặc biệt, đây là cửa ngõ quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh về hướng đông, coi như là đi về các tỉnh miền Đông Nam Bộ thì mình sẽ đi qua những cái cửa ngõ, những chốt chặn. Thì ở đây là giao lộ giữa Điện Biên Phủ, qua khỏi Điện Biên Phủ này bằng một cái tầm cây số thì mình sẽ đến được cái nút giao Hàng Xanh, là cửa ngõ chính